Vâng, và kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác hai họ gần xa, thì hôm nay ui thầy vô cực gì nhiều vậy, ôi nhìn kìa, ui cắm cờ cái coi, đông ui đông phết nhá. Tới đây mọi người ơi, nhảy đây. Ôi ôi tím lịm cả bản đồ luôn các bạn ạ. Ui coi kìa, coi kìa. Ui. Ui 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 coi kìa các bạn. Ôi. Đẹp không? Đẹp không anh em? Cái gì đấy? Quá đẹp. Quá xinh xò. Tím lịm. Trận đấu ngày hôm nay sẽ là trận đấu chọi bom cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AF Mobile, và cùng với đó là các thành viên quân đoàn AFK. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống và kiếm quả lựu đạn nha các bạn. Mình sẽ ném chết hết tất cả mọi người là phải coi trường đấy, vì AF Mobile sẽ ném chết hết. Ui ui đông dữ vậy, ui đông quá à, đông vậy giờ làm sao ta. Bây giờ mình phải kiếm giáp nổ các bạn, phải làm sao đó kiếm được cái giáp nổ. Xuống lấy giáp 2 tăng lên giáp xuống lấy giáp 2 tăng lên giáp 4 nè. Ở đây có cái tăng giáp nè. Tăng lên giáp 3. Nhảy múa lên nào, âm nhạc là tuyệt vời. Ôi, cái gì vậy? Lũ đâu ra nhiều vậy? Âm nhạc là tuyệt vời các bạn ơi. Nhảy múa lên nào các bạn ơi, âm nhạc là tuyệt vời. Uầy, phê không các bạn? Coi chừng có người đó à, mình qua đây mình tăng lên giáp 4 các bạn ạ. Nói gì nói chứ làm lên giáp 4 trước đã. Đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan, đậu hũ và đậu ve. Yeah. Tất cả chúng mày là phải coi chừng đấy, vì AS Mobile quá nguy hiểm. Mình tăng lên giáp 4 cái mình đợi bo cuối thì mình không còn sợ gì nữa. Ui có thằng nào tăng cái giáp của mình ở đây rồi. Chạy lên đây tăng đi. Bỏ lựu đạn ra lấy một quả thôi được rồi. Mình tăng lên giáp 4 nha các bạn. AS gấp lắm không sao đâu, lo cái gì, đúng rồi. Lo gì tầm này, có AS Mobile rồi, đừng lo nữa. Ui, thằng cu cải nó ở trên nó tăng giáp rồi. Quỷ. Quỷ sư ma bắt mày. Nó chọi mình kìa, ui ôm nhạc kìa. Nó chọi lên nhạc không à, đậu xanh đó. Quỷ tèo này. Mày thích chọi không? Mày thích chọi không? Mày thích chọi không? Mày thích chọi không? Chạy. Đi không? Đi chơi. Đi chơi. Bạn ơi. Đi chơi. Đi thằng giáp hộ với AS Mobile. Ui có thằng củ cải ở dưới nó cũng tăng giáp của mình rồi. Đi. Mẹ tức á. Nghe nhạc đi. Nó tăng giáp của mình rồi thằng khốn. Mình mới giáp 3 à. Bây giờ mình phải kiếm cái giáp 4 nha các bạn. Mình phải chạy đi kiếm giáp 4 nè, chạy bộ hơi lâu nha các bạn. Thằng quỷ chờ bom kìa. Ui lựu đạn âm nhạc kìa. Ui. He 30 người còn nguyên các bạn ạ. Thôi. Thôi mà. Thôi mà. Mình đi tăng giáp đã, đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen. Mình phải tăng được cái giáp 4 các bạn ạ. Phải có giáp 4 mới ăn được tụi nó, hiểu không? Phải có giáp 4 mới ăn được tụi nó. Chứ bây giờ tụi nó, nếu mà tụi nó có giáp 4 thì mình khó ăn lắm. Bây giờ mình phải làm sao đó có được cái giáp 4. Không biết có thằng nào tăng chưa nữa.
Nghe nhạc đi bạn Hiền ơi, nghe nhạc đây. Rồi bây giờ mình xuống dưới đây. Ui, 118 máu rồi nha, không phải dạng vừa đâu. Mẹ ơi, nó nuốt luôn rồi. Rồi mình chạy lên đây luôn. Nó nuốt cái tăng giáp dưới đây luôn rồi. Thằng khốn nạn. Bà nội sư nữa. Ui, thôi. Thôi thôi thôi. Mẹ. Thôi. Thôi. AS, 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 thôi. Thôi mà. Thôi mà. Thôi. Thôi. Thôi mà. Thôi. Thôi mà. Thôi mà. Thôi. Hết đồ rồi. Cái gì vậy? Chọi gì vậy? Mình đâu phải nằm ở đó đâu. Chọi gì vậy? Mẹ. Ác quá à. Ác vậy ai chơi? Mẹ. Gì ăn gian rồi nào? Có ăn gian đâu. Thanh niên bị lát. Chọi, chọi tới xã kìa. Ừ. Nhưng mà giờ bây giờ mình phải lên lại giáp 3. Ừ, hay quá bạn Hiền ơi. Ừ. Có lại giáp 3 rồi. Mừng. Ừ. Nói gì đi anh em. Nói vậy bên đây hy vọng bên đây còn thêm một cái nữa là mình chùm rồi. Còn không ta? Hy vọng. Còn không ta? À, còn các bạn à. Quá đã, quá xịn sò rồi. Bây giờ quá đã rồi các bạn. Bây giờ quá đã rồi. Rồi xong. Game này mình thắng nha các bạn. Game này mình top 1 nha. Rồi chết hết rồi. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Ok, chúng ta đã đủ đồ rồi. Đi thôi, giáp trắng luôn anh em ạ. Lưu chung tem úp hả? Tem úp là chuyện bình thường. Ôi, hàng kia. Hàng kia. Tay múp đúng không? Hàng kia tay múp kìa, nó thấy mình cầm cờ cái giả bộ chọi nhau kìa. Mẹ! Má láo không kìa. Mẹ! Hàng kia. Anh Sang ơi, cho em hỏi xíu anh Sang. Ơi, cái gì? Hỏi đi. Hỏi đi em. Mọi người chơi đấm bằng tay không sao em chơi lại, em đâu có đem kỹ năng nhân vật đó đâu. Làm gì có đứa nào đem kỹ năng nhân vật đâu em. Ồ sao đấm phải 400 mấy máu. Làm gì có 400 mấy máu em. Em nhìn lại đi có thằng nào có kỹ năng đâu mà. Em bị ăn bom á. Ôi, bom mới đấm phải nhìn lỏng áo luôn á. Làm gì có kỹ năng nhân vật đâu. Không có dạ. Đâu. Dạ. Vậy á. Hàng kia tem úp thấy mình cái xong rồi chạy luôn kìa. Hàng củ cải.
Thôi đi xuống thị trấn chơi thôi. Hello các cục cưng. Chạy đi, nhảy lên đây. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới. Happy birthday, happy new year. Bây giờ đu cáp lên được nè các bạn. Có thằng đu cáp lên kìa. À không, đu cáp bên này đi, cho nó gần. Đu cáp trên này, bây giờ mới đông nè các bạn. Chuẩn bị hai mươi mấy thằng trong bo cuối nè các bạn. Hai mươi mấy thằng bo cuối nè, ghê lắm, đông lắm. Lên thôi, vô bo thôi. Cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Nguy hiểm phải chưởng ra. Đừng ai ke bo tôi nha. Ui, nó ném lựu đạn cái bo. Ui ui khôn quá à, khôn vậy ai chơi, khôn vậy sao thân. Ui á, ui mình trúng hả mẹ. Thôi phải giữ cái giáp nha các bạn. Bom nha. Chọi bom nghe chưa? Không có đấm. Nè. Không có đấm mà, con nhỏ này. Ui. Có biết chọi bom nhưng mà nó không có lựu đạn hả, đậu xanh nữa. Mẹ thật kích luôn nè. Mẹ tức quá à. Nó đấm mình gần hết máu rồi nè các bạn. Mẹ tức á. Nó đấm mình nãy giờ luôn á. Đấm mình bay giáp luôn các bạn. Không ai để ý mình hết, 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 không ai thấy tôi, không ai thấy tôi, không ai thấy tôi. Không ai thấy tôi. Không ai thấy tôi. Ê, chết rồi, hôm giết tôi rồi. Mẹ tức quá à, chết hết luôn rồi kìa. Rồi chết hết luôn. Con nhỏ này, ai đây? Cô nè, cô cỏ nè, cô cỏ tóc một. Trời ơi. Thôi. Mẹ tức quá à. Mẹ tất cả là tại con nhỏ kia nó đấm mình. Mất giáp luôn. Mẹ tức quá à. Chết rồi. Ui mình top 9 luôn kìa.
Mẹ tức quá à. Quá tức mà. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.